16 câu nói trọng tự ái bắt bạn phải nghĩ đến thành công. 1. Người thông minh dành thời gian để học hỏi, kẻ vô dụng chỉ biết gièm pha. Đố kỵ chỉ khiến bạn dậm chân tại chỗ, thậm chí thụt lùi trong khi cuộc sống của những người bạn đố kỵ ngày càng tốt hơn. 2. Không công bằng với bản thân là một loại công bằng. Kẻ mạnh luôn đề cao chọn lọc tự nhiên, người thích hợp thì tồn tại, chỉ có kẻ yếu đuối mới ngày ngày kêu gào đòi công bằng. 3. Nỗ lực sẽ vất vả, có khi còn khiến bạn thất vọng. Không nỗ lực thì nhẹ nhàng thoải mái hơn. Còn gì tuyệt vời hơn ngày ngày nằm xem TV cắn hạt dưa đây? Nhưng mà khi người khác trở nên giàu có, nổi tiếng thì bạn đừng sốt ruột đây nhá. 4. Cách tốt nhất để giải quyết mọi phiền não là không đòi hỏi quá nhiều. Thay vì bực bội khi người khác không giúp đỡ, sao bạn không cố gắng giành lấy bằng chính sức của mình? Lý do gì họ phải... Nếu bạn muốn là người dẫn đầu, bạn phải đối diện với sự cô đơn. Con sói chỉ sống trên đồi sẽ không bao giờ có tham vọng đủ lớn bằng con sói đang trèo lên đồi cao. Không dễ dàng gì khi phải đi một mình cả, nhưng nếu vẫn nỗ lực dẫn bước, trung thực với chính mình, thành công sẽ luôn nằm ở cuối hành trình đợi bạn. Hành trình khó khăn nhất mà bạn phải đối đầu đó là học cách đi một mình. Bước đi một mình, bạn phải tự học cách chống chọi với phong ba bão tố, học cách vượt qua mọi rào cản mà không có đồng đội bên cạnh. Nhưng đó là bước đi khiến bạn trở nên mạnh mẽ nhất, là thứ hình thành nên bản lĩnh của bạn. Vì vậy, nếu bạn đang phải chiến đấu một mình, nếu bạn dám làm điều khác biệt, chiến đấu với những chỉ trích, hãy cứ mạnh mẽ, cứ tiến bước. Bước đi này thực sự khó khăn, nhưng bước đi khó khăn nhất mới đưa bạn đến vinh quang. Muốn thành công phải biết sống và tái sinh như đại bàng, tự dứt sạch lông và đập gãy mỏ, không dám chọn nỗi đau thấu xương ấy thì chỉ còn đường chết mà thôi. Dù là đại bàng hay bản thân chúng ta cũng phải lựa chọn một trong hai con đường ấy, đương đầu hay là chết. Đôi khi cuộc sống sẽ giáng xuống đời bạn những cú đánh đau đớn, nhưng điều đó cũng không hẳn là tồi tệ. Chỉ cần chúng ta đủ bản lĩnh để thay đổi bản thân và sự quyết tâm đương đầu với tất cả khó khăn nguy hiểm, kết quả cuối cùng chúng ta đạt được sự tái sinh hoàn hảo nhất. Đây là một quá trình dài, tưởng như dễ dàng, nhưng đến lúc làm mới khó. Không có sự thay đổi nào dễ xảy ra cả, không có một thói quen nào dễ từ bỏ hết. Thế nhưng chỉ khi trải qua những đau khổ và khó khăn đấy, chúng ta mới có thể đi những chặng đường xa hơn và bay tới những tầm cao mới, gần tới thành công hơn. Khi bạn bỏ qua thể diện để kiếm tiền, điều đó cho thấy bạn đã hiểu biết. Khi bạn dùng tiền để lấy lại thể diện, điều đó cho thấy bạn đã thành công. Khi bạn có thể dùng thể diện của mình để kiếm tiền, điều đó cho thấy bạn đã là một nhân vật tầm cỡ. Khi bạn còn ở đó uống rượu, bốc phét, chẳng hiểu biết gì, nhưng cố tỏ ra vẻ hiểu biết, chỉ yêu cái gọi là thể diện, điều đó cho thấy kiếp này của bạn chỉ có vậy thôi. Nếu bạn quan sát một lượt, hai lượt, rồi đến ba lượt nhưng vẫn chưa hiểu, vậy hãy quan sát thêm vài lượt nữa đi. Tôi tin rằng bạn sẽ nhất định có thu hoạch về bản thân mình đấy. Chúc bạn thành công nhé. À mà này, nếu thích những video của mình và yêu quý mình thì chúng ta kết bạn Facebook nha. Tranh cãi với khách hàng, bạn thắng, khách hàng đi mất. Tranh cãi với đồng nghiệp, bạn thắng, đồng nghiệp xa dần. Tranh cãi với người thân, bạn thắng, tình thân biến mất. Tranh cãi với cả bạn hữu, bạn thắng, bạn hữu dần xa. Tranh cãi với vợ, bạn thắng, tình cảm phai nhạt. Tranh cãi, dù tranh cãi với bất kỳ ai, bạn thắng thì đã sao? Bạn nghĩ rằng mình đã thắng sao? Nhưng thật ra bạn thua nặng và mất tất cả. Một trong những lời xui dại man dợ nhất lịch sử nhân loại có lẽ là: hãy cứ là chính mình. Bạn cứ làm chính mình để làm gì, trong khi bạn đang là một thứ không đủ giỏi, lười biếng, vô trách nhiệm, thất bại và yếu kém. Đừng tìm thêm động lực nữa. Điều bạn cần là xây dựng thói quen. Người mà ham học hỏi, sống kỷ luật, tự bản thân của họ đã tỏa ra khí chất rồi.
Thời gian nếu đứng riêng là vô tận, nhưng đối với mỗi cuộc đời là hữu hạn. Thời gian là miễn phí, nhưng đồng thời cũng là vô giá. Bạn có thể dùng nó, nhưng không thể mua hay sở hữu nó. Một khi đánh mất, sẽ không bao giờ lấy lại được. Bất kể khi nào bạn thấy mệt mỏi thì hãy nhớ rằng sói đi ngàn dặm để ăn thịt, ngựa đi ngàn dặm để ăn cỏ. Cá sống khi bơi ngược dòng, cá chết mới thuận nước trôi xuôi. Đạo lý trên đời cũng là như vậy. Có một câu khiến người ta cảm thấy vô cùng tán thán: cuộc sống có phải thực sự mệt mỏi? Mệt mỏi là đúng rồi, thoải mái chỉ dành cho những người đã khuất. Đường đi dễ dàng là đang xuống dốc, khó khăn là bởi vì bạn đang lên dốc. Khổ mới là nhân sinh, mệt mỏi mới là công việc, biến hóa mới là vận mệnh, nhẫn nhịn mới là từng trải, cho đi mới là trí tuệ, tĩnh lại mới là tu dưỡng, buông bỏ mới chính là đạt được. Nếu như lúc này bản thân cảm thấy vất vả, thì hãy tự nói với mình rằng đường đi dễ dàng chính là đang xuống dốc, mệt mỏi bởi vì